Thật là một đêm kinh hoàng không dám ngủ các bác ạ. Sáng nay dậy rồi thì mới biết là mình có ổn hay không. Cây hoa sữa cao như một tòa nhà 5 tầng, đường kính gốc phải 2 người ôm. Như kia, cao hơn cả tòa nhà 4 tầng nhỉ. Gió nó bẻ gãy ngọn, ba cành to như bắp chân. Đường kính 8 phải 4 mét rơi xuống sân nhà em này. Thật kinh khủng. Sợ quá. Cành kia rơi ngay sát với ô tô. May mà không vào ô tô. Đấy mới chỉ là hai bản nháp thôi. Còn sáng nay, trưa nay hoặc chiều nay bão chính mới về thì không biết như thế nào luôn. Cành cây này to như bắp chân, đường kính tán phải 4 mét hơn. Sợ quá, làm cho ba cành luôn, bay vù vù. Cái vết rác của nó thật là kinh hồn. Em lo nếu như bão chính về thì gió nó giật kinh hồn, thì em lo cây hoa sữa kia nó ở trên đường cao, ở dưới sân em này là thấp, nó sẽ lật khớp và đổ cái hoa sữa thì vào hết nhà cửa xe cộ. Sợ quá đi mất thôi.